như là các bạn sợ, quá sợ về cái đường lai. Cái lúc mà nó ở đâu xa các bạn sợ kiểu khác, cái lúc mà ở tỉnh nào khác bị các bạn lại sợ kiểu khác, cái lúc mà cái hàng xóm của mình lại sợ kiểu khác. Có thể nói là các bạn sợ lây y chang như hồi HIV, rất là sợ. Trong khi nguyên tắc là nó đường lây nó chỉ có như vậy thôi, qua cái miệng mà cho cái bàn tay mình thôi, thì tại sao mình phải suy diễn đi xa làm gì mà mình lại sợ? Thành ra các bạn phải cố gắng thích ứng với cái mà mình đang có, rồi nó cũng qua thôi, tất cả mọi việc cũng ra, thì các bạn mới thắng được. Hiền Thục xin được mến chào tất cả quý vị. Quý vị đang lắng nghe trên một podcast của Alo Bác Sĩ. Và lần này, tiếp tục với chuỗi chương trình trò chuyện cùng bác sĩ Trương Hữu Khanh. Rất cảm ơn vì quý vị đã dành ra một ít phút thời gian bận rộn trong ngày để lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ Khanh, và hy vọng những thông tin dưới đây sẽ là một phần cung cấp cho quý vị những kiến thức bổ ích và giúp quý vị có thể an toàn, vững tâm đi qua đại dịch. Mời quý vị cùng lắng nghe. Dạ, chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, tại sao nhiều người lại stress và sợ hãi, lo lắng do Covid-19 ạ? Thì các bạn có sẽ stress lúc nào? Stress mọi giai đoạn, rất là lạ. Trước khi có bệnh ở Việt Nam, nghĩa là mới có bệnh ở vùng nào đó, các bạn cũng stress về đường lây. Đúng không? Các bạn tìm tòi đủ thứ hết. Nghe cái gì lây mới, nghe cái gì biến chủng, sợ hãi một cách vô cùng. Đó. Bây giờ mà ngồi ở đây, các bạn lại sợ cái chủng MU gì đó. Trong khi tôi nói rất là nhiều lần là cái việc lây trong không khí không có. Tới cái con Delta là số 1 rồi, các bạn lại nghĩ tới cái con Lambda. Dạ. Như là các bạn sợ, quá sợ về cái đường lây. Cái lúc mà nó ở đâu xa, các bạn sợ kiểu khác. Cái lúc mà ở tỉnh nào khác bị, các bạn lại sợ kiểu khác. Cái lúc mà cái hàng xóm của mình lại sợ kiểu khác. Tôi không hiểu được là tại sao. Bởi vì cái nguyên tắc phòng ngừa của nó rất là giống nhau. Dạ. Có thể nói là các bạn sợ lây y chang như hồi HIV, rất là sợ. Trong khi nguyên tắc là nó đường lây nó chỉ có như vậy thôi, qua cái miệng mà cho cái bàn tay mình thôi, thì tại sao mình phải suy diễn đi xa làm gì mà mình lại sợ? Cái thứ hai là sắp bệnh, các bạn cũng rất là sợ. Chúng không hiểu được. Có nghĩa là mình được đi siêu xét nghiệm, là chung quanh kế bên nhà mình có một người bị, rồi trong nhà mình có một người bị, hàng xóm của mình có một người bị, rồi cơ quan mình có một người bị. Tức là mình F1 á, mình rất là sợ. Nhưng cái đó cũng có thể là do truyền thông, mà cũng có thể cho một cái hệ thống hồi xưa người ta tách ra, người ta vây, người ta nhốt sau đó, thì làm cho người F1 cũng rất là sợ. Và nó sợ tới bây giờ luôn. Dạ. Rồi sau đó xét nghiệm âm tính xong, các bạn cũng rất là sợ. Âm thì kệ nó, mà dương cũng kệ nó, cần thì làm lại. Tại sao mình quá lo lắng như vậy đó. Rồi bắt đầu bệnh, nếu không xét nghiệm thì thôi nha. Có một số người không xét nghiệm thì phơi phới. Có một số người không xét nghiệm nhưng mà cứ nghĩ là mình bệnh, mà cứ nghĩ bệnh mà xét nghiệm âm là mình cứ tiếp tục đó. Cái này chắc xét nghiệm nó bị sao, chắc là bệnh bệnh rồi. Lúc đó mình có hay không có xét nghiệm là mình phải lắng nghe cơ thể của mình. Nó mệt là mình phải biết, đúng không? Chứ còn nó ho thì kệ mồ nó hơi đau đầu thì kệ mồ nó. Nó mệt thì mình phải biết chứ, tại sao mà mình không biết được đó. Trong khi mình chưa có xét nghiệm, trong khi mình không có lấy ai, trong khi mình chỉ tình cờ đi qua một khu vực nào đó thôi. Tôi không hiểu tại sao các bạn stress, tôi chưa hiểu được. Rồi ngay cả bây giờ diễn tiến của mình đang êm xuôi như vậy, đùng một cái mình thấy cái CT nó hơi thấp, mình lại tưởng tượng ra. Trong khi chúng ta biết rất là nhiều rồi là gì, với cái chủng Delta này nè, hồi trước á, thì được cái CT của nó càng thấp á, thì nó có thể bệnh nặng thiệt. Nhưng mà bây giờ với cái chủng Delta này, nó chỉ có một giá trị là nó lây thôi. Dạ. Sau này các bạn thấy là dưới 20 nhiều lắm. Hồi xưa kiếm ca dưới 20 khó, bây giờ nhiều lắm. Ngay cả chích ngừa rồi nó cũng nhiều. Cho nên nó chỉ có giá trị đường lây thôi. Cho nên các bạn đừng có thấy cái đó xong các bạn lại xỉu luôn. Là lại mình so sánh tại sao mình dưới 20 mà mình không có triệu chứng gì hết, mà trong khi cái ông kia ông 25 mà ông lại có triệu chứng. Mình so sánh để mình nghĩ là chắc mình có ẩn ở trong người. Cái điều đó là vô cùng vô lý. Nhưng mà có thể nói cái tỷ lệ người
lo lắng về cái bệnh này nó cao hơn nhiều so với những cái bệnh khác. Bởi vì đánh đúng vô người lớn, thật sự đánh đúng con nít đó, thì cái lo nó khác. Ví dụ như tay chân miệng các bạn đâu có lo, tại vì các bạn vẫn đi làm ăn được, đúng không? Về thấy đứa nhỏ ẵm đi thôi. Bây giờ các bạn không làm ăn được, không được đi ngoài đường, là gì, là áp lực thêm về bệnh hoạn nữa. Cho nên mình phải thoát ra cái đó để tự điều chỉnh mình, bởi vì không có cách khác. Thành ra các bạn phải cố gắng thích ứng với cái mà mình đang có, rồi nó cũng qua thôi. Mà tôi nghĩ thành phố Hồ Chí Minh là có lẽ là 1 tháng 10 rồi chúng ta có thể bỏ giãn cách từ từ. Dạ, vậy theo như bác sĩ thấy thì những người mà khi dương tính họ hết bệnh rồi thì sẽ lo lắng những điều gì ạ? Hết bệnh thì các bạn sẽ lo cái gì? Biết chừng nào mới được ra ngoài. Không biết mình hết bệnh á, mà lỡ mình thử ra một cái mà nó còn dương á, thì chắc là con người mình nó như thế nào, đúng không? Cái chính là cái người mình nó phải hết bệnh. Còn nó dương âm thì kệ mồ đó, đúng không? Tại vì trước sau nó âm. Tôi nói thẳng cho các bạn, có thể là 28 ngày, có thể là 14 ngày, có thể là 24 ngày, nhưng mà lúc sau á là có thể là thay đổi cái này cái kia. Và chúng ta nhớ là một lần âm thì kệ, quên đi. Lâu lâu tự nhiên nó xét nghiệm ra như thế này thế nọ. Và tôi nói cho các bạn nghe là rất ít cái người mà sau khi bệnh mà 28 ngày mà họ còn lây. Khó, rất khó vô cùng. Thành ra mình đừng có suy nghĩ một cái gì đó mà nó quá hiếm. Dạ. Thì tôi có một cái suy nghĩ như thế này, không biết là các bạn có thấy đúng không? Cái tình huống nó rất là hiếm. Tại sao lúc đó mình bình tĩnh mà bây giờ cái tình huống hiếm của y khoa mình áp đặt trong đầu mình là tôi là vô cái tình huống hiếm này? Điều đó là điều vô cùng nguy hiểm. Trong khi cái lĩnh vực của mình nói à, cái này là cái tình huống rất là hiếm, thành ra khả năng mắc nó rất là thấp. Cái gì nó cũng có rủi ro, đúng không? Thì tôi nghĩ là các bạn nên sử dụng trong cái lĩnh vực của mình á, tài năng nhất á, mình suy ra à, cái hiếm này đó, cái ông mà y khoa này nè, cái tình huống của ông á cũng y chang như cái hiếm của mình. Dạ. Không có suy nghĩ gì xa hết. Thì như vậy các bạn mới bình tĩnh được. Còn nếu không thì không bao giờ các bạn bình tĩnh được hết. Tại sao nhiều người lại sợ tiêm vaccine ạ, thưa bác sĩ Khanh? Lúc không có đó thì đòi chích. Ngày mai người ta kêu mình ra chích, mình lại sợ. Và chúng ta biết á, thông thường á, cái tâm lý của con người á, là nó khoảng có 10% rất là anti-vaccine, kinh khủng lắm. Anti-vaccine kinh khủng lắm. Trong đó 60% là ủng hộ vaccine, nhưng mà còn lại cái số giữa là nó lăng tăng. Thì chúng ta biết là cái nhóm anti vaccine là nó kinh khủng lắm, nó canh cái sự cố nào đó phan cho cái 30% còn lại nó xiển niễn luôn. Cho nên mình mà vô đó mình đọc là mình chết, tại vì nó là sự cố, mà sự cố rất là hiếm và cũng có thể không phải liên quan tới vaccine mà do cái người đó ta bệnh như vậy, thì cái nhóm anti vaccine nó sẽ hốt cái đó liền. Thì tôi nghĩ là các bạn nên nhớ là vaccine là cái điểm then chốt nhất của chống dịch Covid bây giờ. Đừng bao giờ suy nghĩ những cái khác, tôi nói thật. Đó, bây giờ có vaccine mình lại không chịu xài, tôi không hiểu được. Dạ. Yeah. Còn cái loại vaccine hay cái gì đó, thì tôi cũng đã bàn các bạn nhiều rồi. Tùy theo cái lứa tuổi, tùy theo cái ưu tiên, tùy theo cái gì mình có, tùy theo cái chờ đợi của mình. Cố gắng cho đủ để tính tiếp. Lâu dài thì vaccine nó sẽ nhiều lắm. Và mình đừng nghe mấy ông này nói biến chủng này, biến chủng kia là chích vô không hết. Được nghe hai mũi là coi như biết giờ rồi. Cho nên á, mình chích về đó, có thể nói là hai cái vaccine mà vector virus và vaccine ARN thông tin á, nó có những cái tác dụng không mong muốn, thú vị hơn là những vaccine cổ điển. Thành ra nó hành vui lắm, nhưng mà rồi nó cũng hết thôi. Thành ra các bạn bình tĩnh đón nhận nó. Cái gì mà nó nhanh mà cái tăng nhanh đó, hay vậy lắm, rồi nó có đúng quá thôi. Thành ra mình nhớ là cái những cái stress đó nó không đáng. Cái stress đó nó làm cho mình rất là căng thẳng. Vậy thì thưa bác sĩ, một câu hỏi cuối cùng đó là, vậy để giảm stress thì mình cần làm những gì? Những điều mà người ta có thể dễ dàng làm nhất khi mà họ gặp phải stress, và đặc biệt là khi họ rơi vào cái mức gọi như là gần như là trầm cảm ạ? Trong cái stress đó, người ta phân tích, người ta thấy nó có rất là nhiều nguyên nhân. Mà nguyên nhân nặng nề nhất là do mình tìm những cái truyền thông tiêu cực. Mà truyền thông tiêu cực á, thì nó rất là dễ được thu hút.
và nó rất là dễ được chia sẻ. Và những cái truyền thông tích cực á, thì mình nghe thoáng qua, nó không ở in trong đầu mình. Nhưng truyền thông suy cực á, đặc biệt là khi mình đang suy nghĩ về cái vấn đề đó mà mình không thuộc cái lĩnh vực của mình, nó sẽ ập tới những cái truyền thông tiêu cực một cách càng ngày càng nhiều. Cái này từ CDC nó nói, của Mỹ á, nói là khi mình đang có một cái suy nghĩ tiêu cực về Covid, cắt hết tất cả những cái thông tin đó. Nói rất là rõ mà cái điều này tôi cũng nói rất nhiều rồi, là các bạn cắt hết. Thứ hai là nó nói là liên kết với bạn bè nha, để lấy những cái thông tin tích cực. Tìm hiểu ngay những cái gì mà mình thích hồi đó giờ thì mình làm đúng cái đó. Chứ đừng có coi về Covid nữa. Tại vì nó đến là nó sẽ đến. Chỉ cần lắng nghe cơ thể của mình thôi. Đó. Chứ còn mình nếu mình cứ như vậy hoài thì chắc chắn là không được. Và nó cũng khuyên là nếu mà cái người bạn nào mà nhắn tin cho các bạn, mình đang hỏi thăm người bạn, tao bị F0 rồi nha. Nó trời ơi, F0 là mày coi chừng á, là tao nghe nói là F0 là nó lăn đùng ra người kia hả? Là cắt cái người đó, không chơi với người đó nữa. Thảo luận với một cái bác sĩ hay là một cái người mình đặt niềm tin, thì cái người đó phải giúp mình nâng đỡ tinh thần, chứ không phải là nói lung tung, dọa nhau để làm gì. Bởi vì sao? Những cái thông tin tiêu cực đó đa số là nó tỷ lệ rất là hiếm. Chứ nếu mà nó nhiều như vậy á, thì con người nó không có tồn tại đâu. Nếu mà cái dịch bệnh Covid này mà nó tới ghê gớm như vậy, là không có cái chuyện như Ấn Độ đâu, nó còn ghê gớm hơn nữa. Dạ. Và người ta nói là để giảm stress đó, là phải quay về những cái gì mình thích. Thích nghe nhạc thì nghe nhạc, thích thiền thì thiền. Và trong đó chúng ta phải thay đổi những cái thói quen, thói quen ăn uống và thói quen ngủ nghỉ. Phải tranh thủ làm sao á, mà ngủ cho đầy giấc. Nó không phải là ngủ đủ đó nha, ngủ đầy giấc. Cái giấc của mình là ngủ nó cũng thật là sâu. Đó, thì nó mới tốt được. Rồi thức ăn của mình á, thì nó cũng khuyên là phải ăn cho đầy đủ trái cây. Rồi đừng có ăn mỡ nhiều quá. Mỡ cá rồi này kia đó, nó như là cái chất mỡ nhiều quá, mình ăn phải thăng bằng. Dạ. Thì đó là cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt. Và nó cũng khuyên là phải tập luyện thể thao. Lúc đầu mình cách ly một tháng á, mình thấy ghê lắm, đúng không? Rồi sau đó hết, rồi quay lại cách ly, cho tới hiện nay là 3 tháng rồi. Nhưng mà nó cũng sẽ qua thôi. Thời gian nó qua rất là nhanh. Nó qua nhanh lắm. Mình cứ thư giãn, mình làm việc đi, rồi cũng hết thôi. Thành ra các bạn bình tĩnh, đón nhận đó. Cái gì mà nó nhanh, mà cái gì mà nó tăng nhanh đó, là nó hay vậy lắm. Rồi nó có đúng quá thôi. Thành ra mình nhớ là cái những cái stress đó nó không đáng. Cái stress đó nó làm cho mình rất là căng thẳng. Rồi bây giờ có người nói tôi là bây giờ em đi ra ngoài em nhìn đường em ngộp quá. Em nhìn đường thấy mà nó trống vắng này kia. Thì tôi nghĩ là mình phải thích ứng những cái mình suy nghĩ về những lợi của nó đó. Ví dụ tôi hay suy nghĩ như nè. Giãn cách hả? Đi xe là ngon. Vắng đúng không? Nghề của mình đi là vắng. Ủa phải ở nhà hả? Trời ơi, giống như thứ bảy chủ nhật. Ở nhà làm những cái gì đó, mình thư giãn những cái gì đó. Thì cái điều này tôi cũng nói với các bạn là nhiều rồi. Thứ nhất là tinh thần, thứ hai là giấc ngủ, thứ ba là năng lượng, thứ tư là nước, và cuối cùng là tập luyện. Thông tin vừa rồi được bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ cũng đã kết thúc chương trình tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi, lắng nghe. Mến chúc quý vị nhiều sức khỏe, an toàn, vững tâm đi qua đại dịch. Thân ái chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo.